Hôm nay là ngày thứ 10, ngày thứ 11. Không nhớ luôn. Thì đi ra công ty để lấy một số tài liệu. Đi trên đường là đi mua đồ luôn. Bây giờ đang đi trên đường là bỏ đi 6. Chừng hướng nào. Vẫn còn hoạt động. Ok. Xăng ở là ok. Trên đường đi ra tới công ty là đi ngang con hồ con rùa. Rồi trước mặt là hồ con rùa. Phải tuân thủ luật giao thông đàng hoàng thì đúng lên đúng đẹp xe chắc cũng không đủ không gờ bên đó hả em. Wow. Rồi tới ngã tư Phạm Thạch Nguyễn Thị Minh Khai. Vắng lặng như cái kiểu mà lùi về 100 năm về trước à. Ở ngoài Sài Gòn là chỉ có ngựa với lại xe nó không cho đi xuống. Ở kia là qua quận 3 à, cái khúc Đồng Khởi này hoàng lạng chút, lạng chút, lạng chút. Tới đây là có nghĩa là nó ngưng không cho vô. Cái quẹo Buster. Đường bây giờ thấy nhiều đội cây xanh đi dọn cây xanh quá trời. Đó, dọn cây xanh đó.
không có không. Sao
là được bán nha. Giờ người ta muốn bán mỗi ngày nè.